Tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác. Vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền liên quan đến cha con Thiện Soi vừa được đưa ra xét xử. Tòa Nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên các mức án thích đáng đối với từng hành vi của các bị cáo. Cụ thể, với tội rửa tiền, hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Thái Thiện, tức Thiện Soi, 13 năm tù. Còn tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bị cáo Thiện phải nhận án 2 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt là 15 năm 6 tháng tù. Bị cáo Lê Thái Phong, con trai của Thiện, lần lượt nhận mức án 11 năm 6 tháng và 2 năm tù cùng với các tội danh trên, tổng hợp hình phạt là 13 năm 6 tháng tù. Theo hội đồng xét xử nhận định, từ tháng 1 năm 2018 đến năm 2020, hai bị cáo đã có hành vi cho vay tổng số tiền hơn 320 tỷ đồng với mức lãi suất từ 109 đến 146% một năm, thu lợi bất chính hơn 492 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Phong còn cho 23 người khác vay hơn 1,1 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 480 triệu đồng. Hội đồng xét xử cũng xác định bị cáo Thiện đã dùng các khoản tiền có được từ hành vi cho vay lãi nặng để nhận chuyển nhượng các bất động sản, mua hàng hóa của người vay tiền. Cụ thể, Thiện và Phong đã thực hiện hành vi rửa tiền bằng hình thức như trên với số tiền hơn 193 tỷ đồng.